chào quý khán giả của báo Cà Mau Online. Với nhịp sống ngày càng hối hả, bận rộn, có lẽ những ngày Tết cổ truyền cũng như phong tục, nét văn hóa truyền thống của dân tộc ngày càng xa lạ hơn với những đứa trẻ. Cũng chính vì thế, từ nhiều năm nay, các trường mầm non mẫu giáo trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã tổ chức nhiều chương trình hoạt động nhằm mang đến những trải nghiệm thú vị cho trẻ em thông qua các hoạt động tái hiện không gian phiên chợ xưa, gói bánh chưng, trang trí tiểu cảnh. Với mong muốn giúp các em nhỏ cảm nhận được không khí vui tươi rộn ràng của Tết cổ truyền dân tộc. Với các bé mầm non, mẫu giáo, Tết vẫn là điều gì đó khá mơ hồ. Trong tâm trí các em, chỉ là chuyện được diện đồ đẹp, được ăn nhiều món ngon hay nhận được bao lì xì đi chơi Tết. Ở thời đại công nghệ 4.0, Tết ngày càng mất đi phong vị riêng khi trẻ ngày nay không thể cảm nhận được những buổi đi chợ mua sắm rộn ràng, không tận hưởng không gian, cùng sum họp dọn dẹp, trang trí nhà cửa đón xuân. Không thể thức canh những nồi bánh tét, bánh chưng, để thấy cảm giác nôn nao khi cái xe lạnh của gió xuân ùa về. Để tạo không khí ấm áp rộn ràng và đưa Tết cổ truyền gần hơn với trẻ, nhiều trường mầm non mẫu giáo đã tự tổ chức những hoạt động mang đậm chất xuân và đưa những giá trị tốt đẹp của dân tộc trong những ngày Tết đến gần hơn với trẻ em. Thú vị nhất phải kể đến là hoạt động gói bánh chưng bánh tét. Với sự chuẩn bị chu đáo của các cô giáo, các em nhỏ đã có một buổi quây quần cùng nhau để tập tành gói những chiếc bánh thơm ngon, trải nghiệm cảm giác làm việc nhóm. Vừa hướng dẫn gói bánh, các cô vừa giới thiệu các nguyên liệu như lá chuối, lá dông, gạo nếp, đậu xanh, cùng với những câu chuyện cổ tích thần thoại gắn liền với mỗi loại bánh cho các bé nghe, tạo nên sự thích thú và tiếp nhận thêm kiến thức một cách sinh động nhất. Những sản phẩm làm ra tuy chưa được hoàn hảo, nhưng chứa đựng sự cố gắng rất lớn của các em. Mỗi chiếc bánh sau khi luộc xong sẽ được các em liên quan ngay tại lớp học. Đồng thời mỗi bạn được mang về một chiếc để tặng gia đình. Hôm nay con được cùng các cô và cùng với các bạn trải nghiệm gói bánh tét, con cảm thấy rất vui. Con hiểu thêm về hoạt động ở trong ngày Tết. Khi mà phát động cái phong trào này thì được sự ủng hộ rất là nhiệt tình đến từ quý phụ huynh. Các phụ huynh có những cái ủng hộ về vật chất cũng như tinh thần, giúp cho các cô tạo những điều kiện thuận lợi nhất để tổ chức một cái ngày hội cho các bé được trải nghiệm đầy vui tươi và thú vị. Ngoài hoạt động gói bánh, nhiều trường mầm non mẫu giáo còn tổ chức thêm các hoạt động trang trí, tạo tiểu cảnh cho sân trường với tràn ngập không khí Tết. Để trẻ cảm nhận nhiều hơn những tình yêu, sự ấm áp về một cái Tết cổ truyền của dân tộc, các cô giáo và các bé đã cùng nhau khéo léo trang trí không gian lớp học như một gia đình ấm cúng với hoa đào đỏ rực, hoa mai vàng, cặp bánh chưng, bánh tét với cầu đối đỏ. Đặc biệt, nhà trường còn tổ chức cả những phiên chợ Tết hội xuân vô cùng rộn ràng. Tại những buổi chợ xuân, các bé chia nhau đóng vai người mua, người bán, thay vì dùng tiền thì những chiếc lá sẽ thay cho tiền để trao đổi bánh kẹo. Trong phiên chợ, các bé thỏa thích được diện áo bà ba, áo dài truyền thống để chụp ảnh cùng cha mẹ và lưu lại khoảnh khắc kỷ niệm. Hội chợ xuân năm nay thì tạo được cái sự cho các em hiểu được cái truyền thống của dân tộc mình, tạo được sự tự tin và mạnh dạn trong giao tiếp và giúp cho các em hiểu được biết được cái cách đi mua đồ và vui chơi như thế nào. Dạ rất là vui và chơi với mấy các bạn. Đến thời điểm hiện tại, nhiều trường mầm non mẫu giáo trên địa bàn tỉnh Cà Mau tổ chức cho trẻ trải nghiệm không gian Tết xưa với nhiều hình thức và quy mô khác nhau, phù hợp với điều kiện thực tế. Ngoài thực hiện mục tiêu dạy học theo chủ đề, giúp các bé trải nghiệm và học hỏi về những giá trị truyền thống ngày Tết, hoạt động này còn giáo dục trẻ biết chia sẻ yêu thương đến các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn thông qua hoạt động quyên góp và những phần quà mà nhà trường, các bậc phụ huynh gửi đến các em. Tổ chức cái hội chợ xuân, hội chỗ lá ngày hôm nay thì cũng nhằm cho trẻ, để cho trẻ được trải nghiệm cái cuộc sống giống như là Tết, biết trẻ biết được cái chợ Tết nó nhộn nhịp như thế nào giữa người bán và người mua. Tết thì chúng ta sẽ tổ chức gói bánh tét nè, và các bé sẽ được nhìn thấy những hình ảnh của người mẹ là chuẩn bị những cái lá, những cái nguyên vật liệu để gói những đòn bánh tét rất là ngon để chuẩn bị cho ngày Tết, và những cái
cái trang trí xuân để và luôn nhắc cho bé là dù cho công nghệ 4.0 có thể là thay đổi, là giúp cho con người ta là phát triển, có thể mua sắm được nhiều thứ, nhưng không thể thay thế được giá trị nhân văn và giá trị mà truyền thống của dân tộc Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, mỗi hoạt động trải nghiệm ngày Tết được các trường mầm non mẫu giáo tổ chức thực sự có ý nghĩa lớn lao, giúp các em ở mọi lứa tuổi có thêm cơ hội được học hỏi, khám phá, đồng thời biết chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau. Thông qua đó góp phần bồi đắp cho trẻ tình yêu thương, có ý thức gìn giữ phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Đây cũng là nội dung quan trọng trong thực hiện xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Đến đây chuyên mục Mỗi tuần một câu chuyện cũng xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kỳ sau.